Và quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1184, 6 cây sâm hương 300k. Đó. Đầu tiên là cây thứ nhất đây nè. Mấy này đều có đế đắm hết trơn nha quý vị. Rồi. Cây số 2 đây. Tàn nắm hết rồi, về tỉa chừng 2 nước nữa nha quý vị, là nó tròn vo luôn nha quý vị. Cây thứ 3 đây. Đó. Cây thứ 4 đây. Đó. Dáng bay luôn nè nha, thấy không? Thấy cái dáng bay không? Đó. Cây số 5 đây. Cây nào nó cũng có cái dáng bay bay vậy nè, giờ mình chỉnh xuống mình vô cái chậu nó bay ra hết trơn. 5 cây. Cây thứ 6 cũng vậy, dáng bay bay đổ đổ hết trơn à, cái tàn đó nè. Đó. Này là siêu mini nha quý vị. Rồi. Tổng cộng 6 cây ba xị nha. Không có phí vận chuyển nha quý vị. Rồi, kết thúc quý vị ơi.